Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 20. Khi nào ngươi ra giao chiến cùng thù nghịch mình, nếu thấy ngựa, xe và binh đông hơn mình, thì chớ sợ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã khiến ngươi lên khỏi xứ Ai Cập ở cùng ngươi. Lúc gần khai chiến, thầy tế lễ sẽ bước tới nói cùng dân sự mà rằng: Hỡi Israel hãy nghe, ngày nay các ngươi đi giao chiến cùng thù nghịch mình, lòng các ngươi chớ nhát, chớ sợ, chớ run rẩy và chớ kinh khiếp vì chúng nó. Bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là đấng cùng đi với các ngươi, đặng vì các ngươi đánh kẻ thù nghịch và giải cứu cho. Bây giờ các quan trưởng sẽ nói cùng dân sự mà rằng: Ai đã cất một nhà mới mà chưa khánh thành, hãy đi trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận rồi một người khác sẽ khánh thành chăng? Ai đã trồng một vườn nho và chưa hái trái, hãy đi trở về nhà mình, kẻo chết nơi chiến trận rồi một người khác sẽ hái trái chăng? Ai đã làm lễ hỏi một người nữ mà chưa cưới, hãy đi trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận rồi người khác sẽ cưới nàng chăng? Các quan trưởng sẽ cứ nói tiếp cùng dân sự mà rằng: Ai là người sợ và nhát, hãy đi trở về nhà mình, e lòng của anh em mình tán đởm như lòng mình chăng? Vừa khi các quan trưởng nói xong với dân sự, thì phải lập những tướng làm đầu dân sự. Khi ngươi đến gần một cái thành đặng hãm, trước phải giảng hòa cùng nó. Nếu thành đó đáp hòa và mở cửa cho ngươi, thì toàn dân sự ở đó sẽ nạp thuế và phục dịch ngươi. Ví bằng thành không khứng hòa, nhưng khai chiến cùng ngươi, bây giờ ngươi sẽ vây nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó nó vào tay ngươi, rồi ngươi giết hết thảy người nam bằng lưỡi gươm. Xong, ngươi phải thâu cho mình những đàn bà, con trẻ, súc vật và mọi vật chi ở trong thành, tức là mọi của cướp được. Ngươi sẽ ăn lấy của cướp của quân nghịch mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Ngươi phải đối đãi như vậy cùng các thành ở cách xa ngươi, không thuộc về những dân tộc này. Nhưng trong các thành của những dân tộc này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, thì chớ để sống một vật nào biết thở. Khá tận diệt dân Hê-tít, dân Amorít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-xít, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn, để chúng nó không dạy các ngươi bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc chúng nó đã làm, đặng cúng thờ các thần chúng nó, e các ngươi phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chăng? Khi ngươi vây một thành nào lâu đặng hãm chiếm, chớ lấy rìu chặt những cây của thành đó, vì ngươi có thể ăn được trái nó. Vậy chớ chặt nó, vì cây ngoài đồng há là một người để bị ngươi vây sao? Ngươi chỉ phải phá hại và chặt những cây mình biết chẳng phải là cây ăn trái. Hãy dùng nó cất đồn lũy để đánh thành đang làm giặc với mình đó, cho đến chừng nào nó đầu hàng. Chương 21. Khi nào trong đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy, người ta gặp một người nam bị giết, nằm sải trên đồng, chẳng biết ai đã giết, thì các trưởng lão và quan án của ngươi phải đi ra, đo bề xa từ người bị giết đến các thành ở chung quanh người. Đoạn, các trưởng lão của thành gần người bị giết hơn hết, phải bắt một con bò cái tơ chưa làm việc hay mang ách, dẫn nó đến một dòng nước hằng chảy, gần đó không ai cày và gieo, rồi tại nơi ấy trong khe vặn cổ con bò cái tơ. Những thầy tế lễ là con trai Lê-vi sẽ đến gần, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn các người ấy đặng phục sự Ngài và nhân danh Đức Giê-hô-va mà chúc phước cho. Tùy lời miệng họ làm bằng, phải quyết phán các sự tranh tụng và thương tích. Bây giờ, hết thảy những trưởng lão của thành ở gần người bị giết hơn hết sẽ rửa tay mình trên con bò cái tơ mới bị vặn cổ trong khe.
đoạn cất tiếng nói rằng: tay chúng tôi chẳng đổ huyết này ra, mắt chúng tôi chẳng thấy gì. Lạy Đức Giê-hô-va, cầu xin Ngài tha tội cho dân sự Ngài mà Ngài đã chuộc. Xin chớ kể huyết vô tội cho dân Israel của Ngài. Rồi tội sát nhân sẽ được tha cho họ. Như vậy, ngươi làm điều ngay thẳng tại trước mặt Đức Giê-hô-va và cất huyết vô tội khỏi giữa mình. Khi nào ngươi ra chiến đấu cùng quân thù nghịch mình, nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó chúng nó vào tay ngươi và ngươi dẫn tù chúng nó. Nếu thấy trong những tù giặc một người nữ lịch sự mà mình ái mộ muốn lấy làm vợ, thì phải dẫn nàng về nhà mình. Nàng sẽ cạo đầu mình, cắt móng tay, lột áo tù và ở trong nhà ngươi khóc cha mẹ mình trong một tháng. Kế ấy, ngươi sẽ đến cùng nàng, làm chồng nàng và nàng sẽ làm vợ ngươi. Nếu ngày sau ngươi không ưa nàng nữa, nàng muốn đi đâu thì phải cho nàng đi mặc ý. Và vì ngươi đã lấy nàng làm vợ, nên chẳng khá bán nàng lấy tiền hay đãi nàng như nô lệ. Khi một người nam nào có hai vợ, vợ này được thương, vợ kia bị ghét, song cả hai đều có sinh con cho ngươi, và con trưởng nam thuộc về vợ bị ghét. Khi ngươi chia sản nghiệp cho các con mình, thì chẳng được phép trao quyền trưởng nam cho con trai của vợ được thương thế cho con trai của vợ bị ghét, bởi nó vốn là trưởng nam. Nhưng ngươi phải nhận con trai của vợ bị ghét làm con đầu lòng, chia một phần bằng hai về mọi vật thuộc về mình, vì nó vốn là sự đầu tiên của sức mạnh ngươi, quyền trưởng nam thuộc về nó vậy. Khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng trị nó vẫn không khứng vâng lời, thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình tại nơi cửa thành. Đoạn, cha mẹ sẽ nói cùng các trưởng lão của thành mình rằng: này, con chúng tôi khó dạy và bội nghịch, không vâng lời chúng tôi, làm kẻ hoang đàng say sưa. Bây giờ, chúng dân thành ấy sẽ ném đá cho nó chết. Như vậy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình, và cả Israel sẽ hay điều đó mà bắt sợ. Khi một người nào phạm tội đáng chết thì hãy giết nó và treo lên trụ hình. Thay nó, chớ để treo trên trụ hình cách đêm, song phải chôn trong nội ngày đó, vì kẻ nào bị treo, ắt bị Đức Chúa Trời rủa sả. Như vậy, ngươi chẳng làm ô uế đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Chương 22. Nếu ngươi thấy bò hay là chiên của anh em mình bị lạc, thì chớ làm bộ chẳng thấy, phải dẫn nó về cho anh em mình. Ví bằng anh em ngươi không ở gần ngươi, và ngươi không quen biết người, thì phải dắt bò, chiên đó vào nhà ngươi, cho đến chừng anh em ngươi đến kiếm, bây giờ phải trả nó lại cho. Ngươi làm như vậy cho con lừa, áo sống hay là mọi vật chi của anh em ngươi mất mà ngươi xí được, chớ làm bộ không thấy. Nếu ngươi thấy lừa hay bò của anh em mình té trên đường, chớ làm bộ không thấy, khá đỡ nó đứng dậy. Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ, vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Khi ngươi gặp ngoài đường, hoặc ở trên cây, hoặc ở dưới đất, một ổ chim với con hay là trứng, mẹ đang ấp con hay là trứng, thì chớ bắt chim mẹ luôn với chim con. Phải để cho chim mẹ đi, bắt con cho phần mình, để ngươi được phước và sống lâu. Khi ngươi cất một cái nhà mới, thì phải làm câu lơn nơi mái nhà. Kẻo, nếu người nào ở trên đó té xuống, ngươi gây cho nhà mình can đến huyết chăng? Chớ trồng vườn nho mình hai thứ con dâm. E hết thảy, hoặc con dâm ngươi đã trồng, hay là hoa lợi của vườn nho, đều thuộc về nơi thánh. Chớ cài bằng một con bò thắng chung với một con lừa. Chớ mặc bằng vải pha lộn, lông chiên và gai với nhau. Ngươi phải kết tua nơi bốn chéo áo choàng của mình mặc. Khi một người nam đã cưới vợ ăn ở cùng nàng, rồi sau lại ghét đi phao cho những chuyện khiến nàng mất danh giá và dèm xỉm nàng mà rằng: tôi có lấy người nữ đó, khi đã đến gần, thấy không còn đồng trinh. Bây giờ, cha mẹ của người gái đó sẽ lấy và bày ra những dấu đồng trinh của nàng trước mặt các trưởng lão thành đó tại nơi cửa thành.
người cha của người gái sẽ nói cùng các trưởng lão rằng: tôi có gả con gái tôi cho người này làm vợ, mà người lại ghét nó. Này, người phao những chuyện gây cho nó mất danh giá mà rằng: tôi không thấy con gái ông còn đồng trinh. Vả, này là các dấu về sự đồng trinh của con gái tôi. Rồi, cha mẹ sẽ trải áo sống nàng trước mặt các trưởng lão của thành đó. Bây giờ, các trưởng lão thành đó sẽ bắt người chồng mà đánh phạt. Và bởi vì có dèm xỉm một người đồng trinh của Israel, nên sẽ bắt vạn người 100 siết lơ bạc và giao cho cha người gái. Nàng sẽ làm vợ người, và người chẳng phép đuổi nàng đi ngày nào người còn sống. Nhưng nếu chuyện người nói là thật, nàng chẳng phải đồng trinh, thì các trưởng lão phải dẫn nàng ra đến cửa thành cha nàng. Bá tánh của thành ấy sẽ lấy đá ném cho nàng chết, vì nàng có phạm tội gian ác tại Israel mà hành dâm trong nhà cha mình. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy. Khi người ta gặp một người nam nằm cùng một người nữ có chồng, thì người nam luôn với người nữ, cả hai đều phải bị chết. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi Israel là như vậy. Khi một con gái đồng trinh đã hứa gả cho một người nào, và có một người khác gặp nàng trong thành và nằm cùng, thì các ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thành đó, lấy đá ném cho cả hai đều chết. Con gái trẻ, bởi vì không có la lên trong thành. Người con trai, bởi vì làm mất danh giá cho vợ người lân cận mình. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy. Nhưng nếu người nam gặp con gái hứa gả tại trong đồng ruộng hành hung nằm với nàng, thì chỉ người nam phải chết một mình mà thôi, chớ làm điều chi cho con gái trẻ đó, vì nàng không có phạm tội đáng chết. Việc này giống như sự một người dấy lên cùng kẻ lân cận mình và giết người đi. Vì người nam gặp con gái trẻ đã hứa gả đó ở ngoài đồng, nàng có thế la lên mà không ai giải cứu. Nếu một người nam gặp một con gái trẻ đồng trinh chưa hứa gả bắt nàng nằm cùng mà người ta gặp tại trận, thì người nam đã nằm cùng con gái trẻ đó phải nạp cho cha nàng 50 siết lơ bạc, rồi nàng sẽ làm vợ người, bởi vì người có làm nhục nàng. Người còn sống ngày nào thì chẳng được phép đuổi nàng đi. Chẳng ai nên lấy vợ kế của cha mình, cũng đừng dở vạt áo của cha mình. Chương 23. Người hoạn hoặc vì ngoại thận bị dập hay là bị cắt sẽ không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va. Con ngoại tình không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ 10 cũng chẳng vào được. Dân Am-môn và dân Mô-áp sẽ không được phép vào hội Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ 10 cũng chẳng hề bao giờ vào được. Bởi vì khi các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng nó không đem bánh và nước ra rước các ngươi trên đường. Và bởi vì chúng nó có mướn Ba-la-am con trai Bê-ô ở Bê-thô-rơ tại Mê-sô-bô-ta-mi đi đến rủa xả ngươi. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không chịu nghe Ba-la-am, bèn đổi sự rủa xả ra sự chúc phước cho ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thương mến ngươi. Trọn đời ngươi chớ hề cầu sự bình an hoặc sự ích lợi cho chúng nó. Chớ lấy làm gớm ghiếc người Ê-đôm vì là anh em mình, cũng chớ lấy làm gớm ghiếc người Ê-díp-tô vì ngươi đã làm khách trong xứ người. Con cháu họ sinh về đời thứ 3 sẽ được phép vào hội Đức Giê-hô-va. Khi ngươi kéo binh ra hãm đánh quân thù nghịch mình, hãy coi chừng về mọi việc ác. Ví bằng trong các ngươi có ai không được tinh sạch bởi mộng di xảy đến lúc ban đêm, thì người đó phải đi ra ngoài trại quân chớ vào. Buổi chiều người sẽ tắm trong nước, rồi khi mặt trời vừa lặn sẽ vào trại quân lại. Ngươi phải có một chỗ riêng ở ngoài trại quân, ấy là nơi ngươi phải đi ra. Phải có một cây nọc với đồ tùy thân. Khi nào muốn đi ra ngoài, hãy lấy cây nọc này mà đào, rồi khi đi phải lấp phẫn mình lại. Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi giữa trại quân ngươi, đặng giải cứu ngươi và phó kẻ thù nghịch cho. Vậy trại quân ngươi phải thánh, kẻo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thấy sự ô uế ở nơi ngươi và xây mặt khỏi ngươi chăng? Khi tôi tớ trốn khỏi chủ mình, chạy đến nhà ngươi, chớ nộp nó lại cho chủ. Nó sẽ ở với ngươi tại giữa xứ ngươi, trong nơi nào nó chọn, tức trong một thành nào của ngươi mà nó lấy làm ưa thích, chớ hà hiếp nó.
trong vòng con gái Israel chớ có người nào chuyên sự buông hương, trong vòng con trai Israel cũng chớ có người nào chuyên sự tà dâm. Mặc dầu sự hứa nguyện ngươi thế nào, chớ đem vào nhà của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi hoặc tiền công của một con đĩ hay là giá trả cho một con chó, vì cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ đòi lời lãi gì nơi anh em mình về tiền bạc, về đồ ăn hay là về món nào, mặc dầu người ta cho vay để ăn lời. Ngươi được phép lấy lợi người ngoại bang, nhưng chớ lấy lợi anh em mình, để Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi về mọi việc ngươi sẽ làm trong xứ mà ngươi sẽ vào để nhận lấy. Khi ngươi hứa nguyện cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi thì chớ trì hoãn làm cho xong, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy. Bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện thì không phạm tội. Khi môi ngươi đã hứa cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi một sự hứa nguyện lạc ý, thì khác cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó. Khi ngươi vào vườn nho của kẻ lân cận mình thì có phép ăn nho, tùy theo miệng ăn ngon cho no nê, song không được bỏ trong giỏ mình. Khi ngươi vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình thì được phép lấy tay rứt vé lúa, nhưng chớ đặt lưỡi hái vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình. Chương 24. Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ đẻ trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình. Khi nàng đã ra khỏi nhà người đi làm vợ một người khác, nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho một tờ đẻ trao vào tay nàng và đuổi khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì này chết đi, thì người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi không được phép lấy nàng lại làm vợ sau khi nàng bị ô uế, vì ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi chớ đổ tội cho xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Khi một người nam mới cưới vợ thì chớ đi đánh giặc và chớ bắt người gánh công việc chi. Người sẽ được thong thả ở nhà trong một năm, vui vẻ cùng người vợ mình đã cưới. Chớ chịu cầm cái thớ cối dưới hay là trên, vì ấy là chịu cầm sự sống của kẻ lân cận mình. Khi người ta gặp ai có ăn cướp một người anh em mình trong dân Israel và đã bắt làm mọi hay là đã bán người, thì tên bợm ấy phải bị xử tử. Ngươi sẽ trừ sự ác khỏi giữa mình vậy. Hãy coi chừng tai vạ bệnh phung, để gìn giữ làm theo mọi điều mà thầy tế lễ về dòng Lê Vi sẽ giảng dạy các ngươi. Các ngươi phải coi chừng mà làm y như ta đã dặn biểu những thầy tế lễ. Hãy nhớ lại điều Jehovah Đức Chúa Trời ngươi làm cho Miriam dọc đường khi các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Khi ngươi cho kẻ lân cận mướn một vật chi, chớ vào nhà người đặng lãnh lấy của cầm người, phải đứng ở ngoài. Người mà mình cho mướn đó sẽ đem của cầm ra ngoài đưa cho. Nhược bằng một người nghèo, chớ lấy của cầm người mà đi ngủ. Khá trả cho người trước khi mặt trời lặn, hầu cho người ngủ có áo sống đắp và chúc phước cho ngươi. Ấy sẽ kể cho ngươi là công bình trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ hà hiếp kẻ làm mướn nghèo khổ và túng cùng, bất luận anh em mình hay là khách lạ kiều ngụ trong xứ và trong thành ngươi. Phải phát công giá cho người nội trong ngày đó trước khi mặt trời lặn, vì người vốn nghèo khổ trông mong lãnh công giá ấy. Bằng không, người sẽ kêu đến Đức Giê-hô-va về ngươi, và ngươi sẽ mắc tội. Chớ vì con mà giết cha, cũng đừng vì cha mà giết con. Phàm người nào phạm tội thì phải giết người nấy. Chớ đoán xét bất công khách lạ hay là kẻ mồ côi, và chớ chịu cầm áo sống của người quá bụa. Khá nhớ rằng mình đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi khỏi đó, cho nên ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy. Khi ngươi gặt trong đồng ruộng, quên một nắm vé lúa ở đó thì chớ trở lại lấy. Nắm vé ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa, hầu cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong mọi công việc của tay ngươi làm.
khi ngươi rung cây olive mình, chớ mót những trái sót trên nhánh. Ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bủa. Khi ngươi hái nho mình, chớ mót chi còn sót lại. Ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bủa. Khá nhớ rằng, mình đã làm tôi mọi trong xứ Ai Cập. Bởi cớ ấy, ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy. Thơ thứ hai của Văn. Trưởng lão, đặt cho bà được chọn kia, cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu. Nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa. Điều đó vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta lại sẽ ở với chúng ta đời đời. Nguyện xin ân điển, sự thương xót, sự bình an bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Jesus Christ là Con của Cha được ở cùng chúng ta trong lẽ thật và sự yêu thương. Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. Hỡi bà được chọn, hiện nay tôi khuyên bà không phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lãnh từ ban đầu. Ấy là chúng ta phải yêu thương nhau. Vả sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo. Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jesus Christ lấy xác thịt mà đến. Ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ. Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ. Vì người nào chào hỏi họ, tức là dự vào công việc ác của họ. Ta còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi. Ta không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng ta ước ao đi thăm các ngươi và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dễ. Con cái của chị em bà là bà được chọn kia. Chào thăm bà. Thơ thứ ba của Văn. Trưởng lão, đặt cho Gai Út là người yêu dấu mà tôi thật thương yêu. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh, cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây làm chứng về anh yêu mến lẽ thật và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thế nào. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em và cũng cho các anh em ở trọ nữa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh ở trước mặt hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Ấy vì danh Đức Chúa Jesus Christ mà các anh em ra đi và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thế ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật. Tôi đã viết mấy chữ cho hội thánh rồi, nhưng Diotrep là kẻ ưng đứng đầu hội thánh, không muốn tiếp rước chúng ta. Cho nên nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu người làm, là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Mọi người đều làm chứng tốt cho Demetrius và chính lẽ thật cũng chứng cho. Chúng tôi cũng làm chứng riêng cho người. Anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là hiệp với lẽ thật. Tôi còn nhiều điều muốn viết cho anh, nhưng không muốn viết bằng mực và bút. Tôi ước ao tới thăm anh cho sớm và chúng ta sẽ đối mặt nói chuyện với nhau. Nguyện xin sự bình an ở với anh. Các bạn hữu chào thăm anh. Hãy chào thăm các bạn hữu theo đích danh từng người. Thi Thiên 47.
Hỡi các dân, hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va chí cao thật đáng kinh, Ngài là vua lớn trên cả trái đất. Ngài khiến các dân suy phục chúng tôi và làm các nước phục dưới chân chúng tôi. Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu mến. Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng, Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn thổi. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời, khá hát đi. Hãy hát ngợi khen vua chúng tôi, khá hát đi. Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất. Hãy hát ngợi khen cách thông hiểu. Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài. Vua các dân đều nhóm lại đặng làm dân Đức Chúa Trời của Abraham, vì các khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài được tôn chí cao. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.